làm thế nào để quản lý nhà cho thuê hiệu quả thì sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh em đó 5 cái lưu ý anh em cần quan tâm. Lưu ý thứ nhất đó là anh em phải xác định được cái mục tiêu của mình. Mục tiêu này thì có hai mục tiêu chính, đó là cái mục tiêu về tài chính và mục tiêu về tạo ra một cái không gian môi trường sống tốt cho khách hàng của mình. Về mục tiêu tài chính thì chúng ta phải biết cách tối đa hóa cái lợi nhuận bằng cái việc thu những cái nguồn đó là nguồn từ thuê nhà và các dịch vụ, giảm những cái vấn đề chi phí không đáng có. Tiếp đó chúng ta sẽ đến cái lưu ý số 2, đó là quản lý tài chính. Chúng ta phải rõ ràng về cái việc đó là thu chi. Thu thì bao gồm chúng ta phải biết những cái nguồn nào là nguồn thu. Thu thì đa số ở trong cái mô hình này nó sẽ có từ tiền thuê phòng và tiền thu từ các dịch vụ khác bao gồm điện nước, internet, thang máy, còn bán thêm dịch vụ khác thì tôi không biết. Tiếp đó là phần chi. Chi thì bao gồm những cái phần chi đó là về bảo hành này, bảo trì này cho những cái hệ thống điện nước, điều hòa, thang máy và vệ sinh. Đó là một số những cái chi phí anh em cần kiểm soát để tối ưu hóa về cái lợi nhuận của mình. Và chúng ta sẽ đến cái lưu ý số 3, đó là chúng ta phải xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Đây là một cái việc cực kỳ quan trọng và hãy đảm bảo họ luôn được cái tôn trọng quyền riêng tư của họ và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, bao gồm những cái vấn đề như ví dụ điện nước này, điều hòa này, vệ sinh này, để có một cái không gian và môi trường sống tốt nhất. Lưu ý số 4 đó là đảm bảo an toàn và bảo trì. Điều quan trọng tiếp theo là đảm bảo an toàn và bảo trì cho tòa nhà và các tiện nghi của nó. Hãy đảm bảo rằng các thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện nước, điều hòa nếu được thì chúng ta lên kiểm tra và kiểm định bảo trì thường xuyên. Cái lưu ý số 5, đây là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải biết quảng bá và marketing cái phòng của chúng ta đến nhiều khách hàng hơn, dựa vào nhiều kênh khác nhau từ online và offline. Online thì đa số là ví dụ anh em cho thuê phòng thông thường sẽ ở những cái trang, ví dụ trang Facebook hoặc trang web. Facebook thông thường nó sẽ là những cái nhóm kín của cư dân, cộng đồng. Còn web thì đa số những cái web chính như là bất động sản.com, alo nhà đất, chợ tốt và một số cái web chuyên về bán về ngắn hạn và dài hạn. Trong cái việc chúng ta marketing thì chúng ta phải biết cách đăng tin, thu hút khách hàng và chụp ảnh và quay video đẹp cho cái sản phẩm bất động sản của mình. Và ngoài ra các bạn phải có những cái kỹ năng đó là dẫn khách hàng và thuyết phục khách hàng để và thuê cái bất động sản của bạn.